chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong video hôm nay thì lại muốn giới thiệu với các anh chị một căn nhà một trệt một lầu, diện tích sử dụng là lên đến 90m2 và nằm cách biển thì chỉ tầm 800m thôi các anh chị, đường ô tô đi vào tận nhà luôn, và với đơn giá đang bán là chỉ 4 tỷ rưỡi cho cái căn nhà này thôi. Và mời các anh chị cùng xem hết video của lời hôm nay để xem tổng quan vị trí cũng như là thiết kế của bên trong căn nhà này như thế nào nhé. Và lại xin phép được quay cam sau để review chi tiết hơn về cái vị trí của ngôi nhà cũng như là thiết kế bên trong ngôi nhà cho quý anh chị cùng xem qua ha. Thì hiện tại thì em lại đang có mặt tại con đường Củ Chi thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang nha. Cái con đường Củ Chi này thì nó giao với, đi thẳng ra là chúng ta sẽ tới biển luôn quý anh chị. Đó, chúng ta chỉ từ vị trí này các anh chị đi xuống biển thì chỉ tầm là 800m thôi. Còn nếu các anh chị đi hướng ngược lại thì chúng ta sẽ ra con đường 2 tháng 4. Và ngay trước mặt của chúng ta luôn đó là chính là chợ Vĩnh Hải nha quý anh chị. Khu vực này thì rất là sầm uất. Các anh chị có thể thấy là xung quanh hàng quán rất là nhiều, đường xá thì rất là rộng rãi ha. Vị trí thì gần biển nữa, rất là phù hợp cho quý anh chị nào đang cân nhắc và muốn tìm cho mình một ngôi nhà gần biển nha. Cái ngôi nhà này thì nó nằm trong hẻm Củ Chi nha. Nhưng mà hẻm này thì rộng cũng phải là hơn 4m nha quý anh chị. Đường ô tô đi vào thoải mái nha. Lại thấy là hiếm cái căn nào mà gần biển đường ô tô. Ở diện tích đất sử dụng là tới 90m2. Đó. Mà giá thì chỉ có 4 tỷ rưỡi thôi quý anh chị. Đó, thì bây giờ lại đang di chuyển vào căn nhà này quý anh chị. Từ cái đường Củ Chi vô nhà chúng ta thì đâu đó chỉ tầm vài bước chân thôi là đã tới rồi nè quý anh chị. Đây. Đây, và đây là căn nhà của chúng ta nè. Các bạn có thể thấy là nhà ở xung quanh con hẻm này thì nhà san sát nhau và rất là đông đúc ha. Đây xung quanh nè. Nhà cửa đầy đủ hết quý anh chị. Hẻm này thì ô tô đi vào thoải mái. Nhà chúng ta thì có một cái khoảng sân rất là rộng để các anh chị có thể là vô tư mà đậu ô tô ha. Với diện tích đất hiện tại là hơn 90m2 nha quý anh chị. Tuy nhiên thì diện tích đất công nhận trên sổ là hơn 52m2, ngang là 4m, dài là 13m. Đó là diện tích công nhận đó quý anh chị. Nhà của chúng ta này các anh chị có thể thấy là ở phía ngoài ha, vẫn còn rất là mới và rất là kiên cố. Xung quanh thì đã có xây dựng các rào chắn nè, đó cũng như là mái che bằng tôn ha, để trước sân nhà các anh chị có thể là thỏa thích đậu xe ô tô nè. Đó, đi vào ngôi nhà đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy một cái khoảng sân cực kỳ rộng luôn quý chị. Đó, khoảng sân này thì các anh chị có thể là đậu xe ô tô, đậu xe máy ha. Đó, hoặc là trồng cây ở trước nhà. Đó, nhà của chúng ta rất là sạch sẽ và rất là gọn. Ở trước sân thì được ốp đặt rất là sạch luôn. Đây. Ngôi nhà với kết cấu là một trệt một lầu và một sân thượng nha quý anh chị. Hiện tại thì cô chú cũng lớn tuổi rồi và muốn về ở với con nên mới bán lại cái căn nhà này. Chứ căn nhà này thì cũng rất là tâm huyết quý anh chị. Ở phía trước đây thì đã được ốp gạch rất là sáng ha. Cửa thì là cửa kính, có thể là dễ dàng quan sát ra ngoài. Dạ, đây là cái khu vực phòng khách của ngôi nhà nha quý anh chị. Đó. Dạ. Đây, khu vực phòng khách ha. Rất là rộng như thế này. Thì lại sẽ di chuyển xuống khu vực ở phía dưới. Đây là khu vực của phòng bếp. Ngôi nhà vẫn còn rất là kiên cố và những cái lớp sơn vẫn còn rất là mới không quý chị. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh. Và có một điểm mà lại rất thích đó là ở tầng dưới thì chúng ta có luôn một cái phòng ngủ ha. Đây, phòng ngủ nè, rất là di chuyển, rất là tiện cho các bác lớn tuổi á, ngại di chuyển lên cầu thang ha. Thì căn nhà này có cái phòng ngủ ở phía dưới rất là tốt quý anh chị. Đây, thì bây giờ là sẽ di chuyển lên trên tầng 2 của ngôi nhà nha. Đây. Các anh chị có thể thấy là cái cầu lối cầu thang của chúng ta thì được thiết kế rất là chắc chắn nè, với tay cầm bằng gỗ như thế này ha. Đấy, trên này thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh
và một cái không gian phía trước để có thể là làm không gian của phòng thờ quý anh chị. Đây, hiện tại là nhà gia chủ vẫn đang ở nên đồ đạc nó có hơi bừa bộn một xíu, thì lại sẽ chỉ quay nhanh về cái kết cấu để cho quý anh chị cùng xem qua thôi ha. Đó, đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ rất là rộng và thoáng ha, và có cái cửa sổ trong phòng giúp lấy được cái ánh sáng tự nhiên quý anh chị ạ. Hiện tại là gia chủ vẫn còn đang ở ngôi nhà này nên là sẽ chỉ quay nhanh qua. Đó, ở giữa hai phòng ngủ thì có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trên dưới thì đều thấy là đều rất là rộng rãi ha. Đây, phòng đây thì hiện tại là chủ đang để giống như là phòng làm việc của quý anh chị. Đó, phòng làm việc ha. Đây, ở trước nhà của chúng ta thì có một cái ban công quý anh chị. Đây, ban công nè. Anh chị có thể nhìn thấy được hàng xóm xung quanh của chúng ta. Và bây giờ thì lại sẽ di chuyển lên tầng 3 của ngôi nhà nha, cho quý chị xem hết tổng quan một vòng. Anh chị có thể thấy là nhà của chúng ta vẫn còn rất là mới, rất là kiên cố ha. Đây là cái lối đi của khu vực cầu thang nè. Đây là đang di chuyển lên trên tầng cao nhất của ngôi nhà. Đây, trên này thì chúng ta có một cái khoảng sân thượng cực kỳ rộng quý anh chị. Lên trên càng cao thì cái view của nó rất là thoáng và mát ha. Với cái sân thượng này thì các anh chị có thể là thỏa thích mà trồng cây nè. Và buổi tối thì lên trên sân thượng ngồi uống trà hóng gió. Vị trí này thì gần biển á quý anh chị, gió biển vào rất là mát và rất là dễ chịu nha. Ta sẽ di chuyển qua cái sân thượng thứ hai ha. Sân thượng thứ hai phía bên này thì nó còn rộng hơn rất là nhiều, và hiện tại thì chủ đang để làm sân phơi quý anh chị. Sân phơi và máy giặt ở phía trên này, cũng như là các cục nóng của máy lạnh ha. Một ngôi nhà rất là kiên cố với diện tích công nhận là 52m², ngang 4, dài 13, nhưng mà diện tích đất thực tế sử dụng là lên đến là gần 95m² quý anh chị. Rất là rộng rãi và thoáng ha. Đường trước nhà 4m và có quy hoạch lên đến là 13m nha. Đó, nên cái diện tích công nhận là đã trừ phần quy hoạch rồi, không ảnh hưởng gì tới diện tích đất cũng như là diện tích gì trên sổ nữa nha quý anh chị. Đó, đường quy hoạch 13m rất là tiềm năng ha, rất là rộng và thoáng. Nếu mà con đường này quy hoạch lên thì nó cái ngôi nhà của chúng ta nó cũng sẽ giá trị hơn rất là nhiều. Cách biển chỉ 800m thôi, khu vực rất là sầm uất, chợ Vĩnh Hải nè. Đó, cũng ngay bên cạnh biển, cũng ngay bên cạnh phía xe xe kia đó chính là tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều quý anh chị. Đó, vị trí rất ở, nếu mà các anh chị đang tìm cho mình một ngôi nhà gần biển như thế này và với một cái số tiền vừa phải 4,5 tỷ thì lại nghĩ là các anh chị nên cân nhắc cái ngôi nhà này nha. Đó, nhà của chúng ta là hướng đông luôn, lúc nào cũng mát mẻ hết. Và video trên là toàn bộ những cái hình ảnh chân thật mà lại đến trực tiếp xem và review để cho quý anh chị xem. Quý anh chị yêu thích thì hãy nhấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ em Lệ hơn nha. Vâng, cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Lệ hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video.